Ngành Y tế tỉnh Long An cũng đang tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công dân Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn, bao gồm cả Trung Quốc, Đại lục, Hồng Kông và Đài Loan. Theo đó, công dân Trung Quốc được bố trí đến tiêm tại một địa điểm duy nhất ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tại đây, những người đến tiêm được đội ngũ y tế địa phương và lực lượng tình nguyện viên của Đại sứ quán Trung Quốc bố trí tiếp đón thực hiện tư vấn khám sàng lọc kỹ càng trước khi tiêm vaccine và theo dõi sức khỏe sau khi tiêm. Rất cảm ơn Việt Nam, chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc đã tạo điều kiện cho người Trung Quốc được tiêm vaccine. Hôm nay tiêm vaccine ở đây khoảng 870 người. Cảm ơn đội ngũ y tế, bác sĩ. Theo kế hoạch, sẽ có 2.360 người Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam lập danh sách được tiêm vaccine đợt này, Phần lớn trong số này là người làm việc trong các nhà máy ở các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Đến ngày 12 tháng 8 sẽ hoàn thành tiêm mũi 1 cho những đối tượng trên. Mũi 2 sẽ thực hiện tiêm sau đó vào ngày 21 đến ngày 24 tháng 8. Vaccine được sử dụng trong đợt tiêm chủng này là Verocell do Bộ Y tế phân bổ từ nguồn tài trợ của Trung Quốc.